Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Các bạn ơi, thì mình sẽ quay riêng nhé, quay riêng cho các bạn xem một cái video giới thiệu một cái dây chuyền 5 cây. Đấy, và chính xác là 4 cây 7 và một cái mặt thánh giá một cây 4. Đó thì cũng khá là nhiều bạn yêu thích cái dòng dây cỡ to đấy, tầm độ 5 5 6 7 cây. Đấy thì các bạn hãy tham khảo cái video này. Đấy, đặc biệt là những bạn bên đạo Thiên Chúa nhé, hoặc là những bạn mình thích cái mặt thánh giá mà các bạn đang có nhu cầu cần tìm cái dòng dây tầm 4 5 cây kết hợp với lại một cái mặt thánh giá to thì mọi người hãy tham khảo. Đấy thì cái sản phẩm này thì mình làm xong nhé và thấy rất là đẹp luôn. Và cái mẫu dây mình đang kết hợp cho mọi người xem đây là một cái dây đơn, đó dây vân đơn mọi người nhé. Đấy, nó có những cái đường vân ở trên mặt rất là đẹp. Đấy thì dây này thì nó có cái trọng lượng là 4 cây 7 và có chiều dài 60. Đấy thì cái bản của nó khá là dày. Đấy, nếu như bạn nào mình yêu thích nhé, cái dòng dây mà nó có cái độ to bè thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Cái bản ngang của dây thì nó tầm 1 phân rưỡi. À, cái kiểu dây này thì mình còn có một cỡ nhỏ nữa tầm độ 2 cây 2. Nếu bạn nào mình không thích dây to như này thì các bạn có thể là tham khảo cái dòng dây bé thì mình kết hợp với lại một cái mặt thánh giá bé nhé. Cỡ bé là mình cũng có cái kiểu y chang như này luôn nhưng mà cỡ bé hơn. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích cái mặt thánh giá này rồi mà các bạn không thích cái dây này thì các bạn hoàn toàn có thể là thay sang những cái mẫu dây khác nhé. Đấy, bên nhà mình có rất là nhiều mẫu để tư vấn cho mọi người. Đấy, quan trọng là các bạn tìm được cái mặt thánh giá mà các bạn ưng. Đấy thì mình sẽ tư vấn cho các bạn cái kiểu dây nhé, kiểu dây để cho các bạn đeo với lại cái mặt này nó phù hợp. Đó thì mặt thánh giá thì mình còn có một số cái cỡ mặt khác nữa nhưng mà để cho nó có kích thước to như này thì nó rất là ít. Mình cũng có một cỡ nữa thì cũng dài nhưng mà nó dạng ống nhá. Đấy, nó không được đẹp như này. Các bạn có nhu cầu cần xem thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đấy, còn những cái mẫu thánh giá mà nhỏ nhỏ thì rất là nhiều, đeo dây tầm độ 1,5 cây 2 cây. Đấy thì rất là nhiều bạn mọi người nhá. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ để mình cho các bạn xem. Đó thì hôm nay là mình làm một cái video ngắn này thôi. Đấy, để cho các bạn xem cái dáng nhá. Cái dáng dây mình kết hợp với lại cái mặt thánh giá to như này. Đấy, để cho các bạn xem hình dung. Nếu bạn nào mình yêu thích cái dòng dây khoen lật đấy và lại thích kết hợp với lại một cái mặt thánh giá này thì các bạn hãy tham khảo luôn cái video này. Hôm nay là mình giới thiệu như vậy thôi nhé. Thì bạn nào mình yêu thích thì các bạn nhớ liên hệ mình qua cái số điện thoại ở dưới. Đấy thì một lần nữa là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.